chào mừng các em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay bên cả anh em về thêm mẫu sản phẩm DBX 1039 phục vụ anh em đấy ạ. Một trong những mẫu quản lý nguồn rất là chất lượng, bên cả anh em đang có chương trình khuyến mại giảm giá tốt nhất cho anh em lựa chọn. Và ngày hôm nay thì bên em đã về được thêm hàng đây rồi. Nếu như anh em nào đang có nhu cầu với một mẫu quản lý nguồn chất lượng và hàng chuẩn cho anh em lựa chọn của DBX thì hãy đến với cả anh em nhé. Và ngày hôm nay thì bên em về được rất là nhiều lô hàng của DBX đây phục vụ anh em. Và tiện đây thì em cũng xin gửi đến với những em khách hàng đã và đang quan tâm đến bộ sản phẩm này, DBX FV1039 các bác nhá. Phiên bản hình thức màu trắng, màu đen đều có cả các bác ạ. Đầy đủ tính năng cho bác anh em lựa chọn. Bật tắt theo hai chế độ tự động, bật tắt từng cổng, nhấn cho em nút start thôi, cực kỳ đơn giản. Dễ phối đồ cho mọi format gia đình. Với con phiên bản DBX FV1039 này có áp chế độ cháy C63 anh em nhé. Và ngoài ra thì còn tính năng sử dụng các cái tính năng rất là đơn giản thôi. Anh em cắm hết thiết kế mặt sau cho em. Chúng ta sử dụng các cái thiết bị âm thanh, ví dụ như là đẩy vang mic lâng tiếng là xì, các bác cứ cắm hết cho em phía mặt sau nhé. Nõi đầu 100%, chống mo ve chập chờn rất tốt. Và có thêm dây jack cắm nguồn rất là to, đảm bảo độ tải lớn cho anh em đi làm sự kiện. Ngoài ra thì có thêm một cái công tắc khác cho anh em. Chúng ta đi làm sự kiện, chúng ta để tủ đồ vẫn có thể bật tắt một cách rất đơn giản và hiệu quả mẫu này. Em nhận thấy là có rất nhiều anh em hỏi em với mẫu DBX FV1039 thì có chất lượng hay không. Thì em cũng xin ý chính lại một lần nữa, anh em biết là cái thương hiệu của DBX thì họ làm quản lý nguồn từ trước đến nay rồi, luôn luôn là có tiếng rồi. Có lọc nguồn cho anh em, lọc nhiễu và đường truyền tải âm thanh rất tốt khi chúng ta sử dụng một con quản lý nguồn chất lượng như này nhá. Không chỉ hỗ trợ trong việc chúng ta sử dụng bảo vệ thiết bị âm thanh gia đình đâu, nó có thể hỗ trợ bảo vệ cho các anh em trong những cái việc chúng ta sử dụng những cái đồ điện dân dụng nữa. Nên là anh em đang có nhu cầu với mẫu DBX hãy đến cùng anh em theo số điện thoại 0979629336 nhé. Phục vụ anh em với mức giá là 1.200.000 đồng, trong đó thì bên em đã bao ship rồi. Và khi các anh em nhận hàng, chúng ta được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau, luôn luôn là như vậy. Bên em Tùng khi gửi hàng đi luôn luôn là cho khách kiểm tra hàng nhé và thử hàng của shop. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể tin tưởng ủng hộ cả anh em. Hôm nay thì bên em về thêm DBX để phục vụ anh em, nên là anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em đã ghi sẵn trên màn hình để các bác anh em có ngay mức giá tốt nhất và có thêm một cái thiết bị bảo vệ nguồn quan trọng DBX FV1039 bên cảng Tùng Audio. Và video của em xin dừng lại tại đây, lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo nhé.